Vâng, xin chào bạn. Có lẽ là cái trải nghiệm khi bị cơn đau quặn thận, khi bị sỏi thận, nó là một cái trải nghiệm không ai muốn lặp lại trong đời. Bởi vì là cái cơn đau quặn thận thì nó đau một cách dữ dội, đau khủng khiếp lắm các bạn ạ. Nó rất nhiều những bệnh nhân thanh niên trai tráng vào vật lộn, đau vật vã vì cái viên sỏi nó rơi xuống gây tắc nghẽn đột ngột cái hệ thống thận tiết niệu, làm cho đau một cách dữ dội. Đấy, và nó ví đau như đau đẻ. Đấy là một cái mà rất là kinh hoàng đối với người bệnh. Tuy nhiên là một vài những cái trường hợp mà chúng ta phải cảm ơn, chúng ta phải cảm thấy may mắn là vì có cái cơn đau quặn thận đấy. Ví dụ rất nhiều những trường hợp mà trong quá trình thực hành lâm sàng bác sĩ thấy là bệnh nhân có những bệnh nhân mà bị sỏi không triệu chứng ấy, đến khi khám phát hiện ra sỏi thì cái thận nó hỏng hết rồi, thì lúc đấy cứu cái quả thận không còn giá trị gì nữa cả, lấy viên sỏi ra không còn giá trị gì nữa cả, và lúc đấy phải mổ cắt thận đấy. Vì là bệnh nhân bị sỏi không triệu chứng, nó không có cơn đau nào cả, họ cũng không đi khám sức khỏe định kỳ nên là không phát hiện sớm, dẫn đến là phát hiện muộn. Rồi có những cái trường hợp mà nhờ cơn đau quặn thận đó mà chúng ta phát hiện ra những cái bệnh lý khác ở cái giai đoạn mà có thể điều trị một cách triệt căn. Ví dụ như cái trường hợp mà bác sĩ mới xử lý gần đây, đó là bệnh nhân nhờ là bị cơn đau quặn thận bên phải, đau dữ dội bên phải, vào khám thì cái viên sỏi nó không quá lớn, không quá nguy hiểm, nhưng mà tình cờ phát hiện ra bệnh nhân bị u thận ở bên trái. Các bạn cùng xem cái phim chụp cắt lớp của bệnh nhân nhé. Chụp cắt lớp vi tính của bệnh nhân các bạn ạ. Các bạn để ý là đây, trên cái quả thận bên phải này, chúng ta thấy là trong thận có viên sỏi đây. Viên sỏi trắng trắng đấy. Và di chuyển cái lát cắt thì chúng ta có thể thấy là có một cái viên sỏi nó rơi xuống niệu quản. Bên phải đây, viên sỏi đây. Viên sỏi này nó chỉ khoảng 6-7 mm thôi. Nó không hề lớn. Tuy nhiên là nhờ có cái cơn đau quặn thận do viên sỏi này thì chúng ta phát hiện ra một cái khối u ở thận bên trái này. Đây là trên cái phim chụp không tiêm thuốc. Và bây giờ bác sĩ sẽ chuyển sang cái phim chụp tiêm thuốc cái thùy động mạch để đánh giá cái khối u này rõ ràng hơn. Đây là trên cái phim chụp cái thùy tiêm thuốc. Cái thùy động mạch các bạn có thể thấy là đây ở bên cái thận bên trái này. Tức là bệnh nhân hoàn toàn không có triệu chứng gì của cái quả thận bên trái này cả. Chỉ vì đau cái viên sỏi thận bên phải này mà vào viện chúng ta phát hiện ra có một cái khối u rất lớn ở thận bên trái này. Rất may là cái khối u này thì nó chưa xâm lấn vào bể thận và nó vẫn ở cái giai đoạn T1A, tức là cái giai đoạn khu trú. Giai đoạn còn khá sớm, vì vậy mà chúng ta có thể phẫu tích cắt cái khối u này để bảo tồn quả thận này. Nếu như mà bệnh nhân không bị cái sỏi này, không bị cơn đau quặn thận này, có lẽ là bệnh nhân sẽ không đi khám và sẽ không phát hiện sớm cái khối u này. Và khi đó thì rất có khả năng bệnh nhân sẽ phải cắt bỏ toàn bộ quả thận, hoặc là thậm chí là giai đoạn muộn hơn có thể sẽ ảnh hưởng nhiều hơn đến cái sức khỏe của mình. Vì vậy mà các bạn nên giữ cái thói quen khám sức khỏe định kỳ để có thể phát hiện sớm các cái tình trạng bệnh lý và can thiệp một cách chủ động các bạn nhé.